kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 1, tập 1, sách cánh diều của nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, bài 81, ôn tập. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau vào bài học nhé. phần đầu tiên chúng mình sẽ cùng nhau ghép vần yêu cầu như sau ghép các âm dưới đây thành vần các em hãy quan sát bảng ôn tập như sau ở cột dọc là các nguyên âm a á ớ còn ở hàng ngang đã cho các phụ âm đó là phụ âm ng và phụ âm cờ nguyên âm a nguyên âm á và nguyên âm ớ là âm chính còn âm ngờ và âm cờ là âm cuối Nhiệm vụ của các em là phải ghép âm chính với âm cuối để tạo thành một vần Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta ghép các âm để tạo thành vần nhé Mời các em quay trở lại màn hình Chúng mình cùng nhau ghép các âm thành vần như sau Âm A ghép với âm ngờ chúng ta được vần vần an có âm a đứng trước âm ngờ đứng sau âm a là âm chính âm ngờ là âm cuối chúng ta đánh vần như sau a à, ngờ an cô mời các em đánh vần lại nhé tiếp tục âm a ghép với âm cờ chúng mình được vần ác vần ác có âm a đứng trước âm cờ đứng sau âm a là âm chính âm cờ là âm cuối. Chúng ta đánh vần như sau. A, à, cờ, ác. Cô mời các em đánh vần lại nhé. Tiếp tục, âm á ghép với âm ngờ, chúng ta được vần ăn. Vần ăn có âm á đứng trước, âm ngờ đứng sau. Âm á là âm chính, âm ngờ là âm cuối. Chúng ta đánh vần như sau. Á, à, ngờ, ăn. Tiếp tục chúng ta ghép âm á với âm cờ, chúng ta sẽ được vần ắc. Vần ắc gồm có âm á ghép với âm cờ. Âm á đứng trước, âm cờ đứng sau. Chúng ta đánh vần như sau. Á, cờ, ắc. Cô mời các em đánh vần lại nào. Tiếp tục ghép âm ớ với âm ngờ, chúng ta sẽ được vần ân vần âng có âm ớ đứng trước, âm ngờ đứng sau. Chúng ta đánh vần như sau: ớ, ngờ, âng. Tiếp tục chúng ta ghép âm ớ với âm cờ, chúng ta sẽ được vần ấc Vần ức có âm ớ đứng trước, âm cờ đứng sau. Chúng ta đánh vần như sau: Ở, cờ, ớ, cờ, ức. Cô mời các em đánh vần lại nhé. Như vậy vừa rồi chúng ta đã hoàn thành xong bảng ôn tập ghép các âm để tạo thành vần. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang phần 2, đó là phần tập đọc. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc bài Bỏ Nghề. Các em hãy quan sát bức tranh. Đây là hình ảnh bác thợ săn. Đây là hình ảnh vượn mẹ và vượn con đấy bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau lắng tai nghe cô giáo đọc và đọc thầm theo cô bỏ nghề có bác thợ săn gặp một con vượn mẹ đang cho con bú bác rút tên ngắm vượn mẹ chợt ngẩng lên nó nhìn bác mặt đờ ra bác thợ săn nghĩ ta bắn nó con nó sẽ chết Thế là bác bỏ đi Từ đó bác bỏ nghề săn bắn Phòng theo Lepton Stoy Hoàng Nam kể Như vậy vừa rồi các em đã nghe cô giáo đọc mẫu bài Bỏ Nghề Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chia câu để chúng ta luyện đọc từng câu một nhé Câu thứ nhất là từ đầu cho đến con bú Câu thứ hai từ bác rút tên ngắm Câu 3 Từ vượn mẹ cho đến ngẩng lên Câu 4 Là nó nhìn bác mặt đờ ra Câu 5 Là từ bác thợ săn cho đến xe chết Câu 6 Là từ thế là cho đến bỏ đi Và câu 7 Là câu còn lại Như vậy bài đọc này gồm có 7 câu Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc từng câu một nhé Lần một nghe cô đọc mẫu, lần hai cô chỉ để các em đọc lại nhé Chúng ta cùng nhau luyện đọc câu một Bỏ nghề, có bác thợ săn gặp một con vượn mẹ đang cho con bú Cô mời các em đọc lại nhé Tiếp tục chúng mình cùng nhau luyện đọc câu 2. Bác rút tên ngắm. Mời các em đọc lại. Chúng ta luyện đọc tiếp câu 3. Vượn mẹ chợt ngẩng lên. Khi đọc chúng ta lưu ý chữ tiếng lên, chúng ta đọc là l. Cô mời các em luyện đọc câu 3 nhé. Tiếp tục chúng ta luyện đọc câu 4 nào Nó nhìn bác Mặt đờ ra Cô mời các em đọc lại Tiếp tục chúng ta luyện đọc câu 5 Bác thợ săn nghĩ Ta bắn nó Con nó sẽ chết Cô mời các em luyện đọc lại câu 5 nào Tiếp tục chúng ta luyện đọc câu 6 nhé. Thế là bác bỏ đi. Mời các em đọc lại. Tiếp tục chúng ta luyện đọc câu 7. Từ đó bác bỏ nghề săn bắn. Mời các em luyện đọc câu 7 nhé. Như vậy vừa rồi, cô trò chúng mình đã cùng nhau luyện đọc từng câu trong bài Bỏ nghe Bây giờ các em hãy nghe cô giáo đọc lại toàn bài và đọc thầm theo cô nhé. Bỏ Nghề Có bác thợ săn gặp một con vượn mẹ đang cho con bú. Bác rút tên, ngắm. Vượn mẹ chợt ngẩng lên. Nó nhìn bác, mặt đờ ra. Bác thợ săn nghĩ, ta bắn nó con nó sẽ chết. Thế là bác bỏ đi. Từ đó bác bỏ nghề săn bắn. Như vậy vừa rồi các em đã nghe cô giáo đọc lại toàn bài. Bây giờ cô mời các em hãy bấm xưng hình để chúng ta luyện đọc lại toàn bài nhé. Mời các em quay trở lại màn hình. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về nội dung của bài qua việc trả lời câu hỏi sau. Câu hỏi như sau, ý nào đúng? Bác Thợ săn bỏ đi vì ở đây có hai ý, ý A và ý B. Một trong hai ý là một là ý đúng với câu hỏi bác Thợ săn bỏ đi vì cái gì? Ý A: Vườn mẹ đã nhận ra bác. Ý B: Chẳng nỡ giết mẹ con vườn. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta suy nghĩ và lựa chọn đáp án đúng nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau trả lời lựa chọn câu hỏi đúng đó là Ý A, vượn mẹ đã nhận ra bác là một đáp án không đúng. Ý B là một đáp án đúng. Bác thợ săn bỏ đi vì chẳng nỡ giết mẹ con vượn. Đây là một đáp án đúng với nội dung của bài. Như vậy vừa rồi, cô trò chúng mình đã cùng nhau luyện đọc và tìm hiểu nội dung của câu chuyện Bỏ Nghề. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang phần 3 nhé. Phần 3 yêu cầu như sau: Tìm chữ phù hợp với ô trống g hay g rồi chép lại câu sau. Ở đây là một câu nhưng trong câu có một số tiếng thiếu phụ âm đầu g và g. Vậy các em hãy vận dụng luật chính tả ghi g ghép và g đơn để chúng mình lựa chọn điền vào ô trống còn thiếu để chúng ta có một câu hoàn chỉnh rồi chép lại câu đó nhé trước tiên các em hãy bấm dừng hình để chúng ta điền g đơn hay g ghép vào ô trống nào mời các em quay trở lại màn hình chúng mình cùng nhau chữa bài nhé vượn mẹ gặp gặp ở đây là chữ á là nguyên âm do đó chúng ta sẽ lựa chọn điền g đơn vượn mẹ gặp bác thợ săn ôm gì vượn con ở đây chúng ta lưu ý là nguyên âm y thì chúng mình sẽ điền G ghép vì theo luật chính tả g ghép đứng trước các nguyên âm y e và e do đó chúng mình sẽ điền g ghép vào ô trống chúng ta được câu hoàn chỉnh như sau vượn mẹ gặp bác thợ săn ôm ghì vượn con đây là một câu khi viết các em lưu ý đầu câu viết hoa và cuối câu có dấu chấm lưu ý về khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng đó là bằng một con chữ o và lưu ý cách để dấu thanh chúng ta luôn luôn để ở vị trí âm chính nhé Bây giờ cô mời các em hãy lấy vở. Chúng mình sẽ cùng nhau tập chép câu này vào vở ô ly nhé. Đây là câu mẫu cô đã viết lên trên màn hình để các em quan sát và tập chép. Khi viết chúng ta lùi vào một ô. Và đầu câu chúng mình chưa được học viết hoa thì các em có thể viết bằng chữ vở thường. Vượn mẹ gặp bác thợ săn, phẩy ôm ghi vượn con, chấm. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta tập chép câu này vào vào ô ly nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Như vậy vừa rồi các em đã hoàn thành xong việc tập chép ở phần 3. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.